cái nội tiết tố FSH là một cái nội tiết tố sinh sản và nó chỉ đạo cái chuyện phát triển tinh trùng. Cho nên cái tỷ lệ này FSH nó khu trú trong khoảng từ 1,5 mà cho đến 5 đơn vị. Nếu như thấp quá 1,5 hoặc cao quá 5 thì như vậy tức là yếu. Vậy đây tức là trong trường hợp này nếu cao quá tức là yếu. Và khi yếu cái nội tiết tố chỉ huy cái chuyện sản sinh tinh trùng thì nhất định là tinh trùng phải yếu. Cho nên trong trường hợp này cũng phải đến khám cụ thể thì rồi mới có thể phân biệt được rằng là chỉ do nguyên nhân nội tiết tố hay còn có cái nguyên nhân gì khác mà gây hiếm muộn con cái và không có tinh trùng.